đàn con của Loki và Faye hôm nay. Vừa mới mẹ mới cho ti xong, đang thì đòi mẹ. Hôm nay là lẽ ra là có thể quay để cho các chủ chọn chó được rồi, nhưng mà hôm nay lại mưa. Và ngày mưa không nên là cho nên là không cho cún con ra bên ngoài chơi được. Thì để cho mấy hôm nữa để cho trời nó tạnh đi, rồi sẽ quay cho mọi người xem. À, rất là đẹp. Đấy, rất này, vừa cho ra ngoài nền này chơi tí này, ướt rồi. Vừa cho ra ngoài để xịt cái chuồng đấy cho nó sạch. Không còn, vẫn còn đang hóng mẹ bên ngoài đấy. Đây để mọi người nhìn sơ sơ cái khuôn mặt của chúng nó. Còn khi mà quay video để cho mọi người chọn cho con ấy thì sẽ phải quay riêng kỹ từng con, mỗi con một đoạn để nhìn. Thực ra cái đàn trong một cái đàn chó con mà nếu mà cái gen của nó mà nó hợp bố mẹ, gen nó tốt thì nó ra cho con nó giống nhau lắm. Đây mọi người nhìn, những con đực nào cũng khó phân biệt và những con cái cũng khó phân biệt với nhau. Hai tên này là hai tên cái này. Đực này. Có mấy tên thì ngủ rồi, ăn no rồi ngủ rồi. Tí no ngủ. Trời. Phây có vào cho con nó ti thêm tí phây à? Nào, phây vào trong đi. Con tránh ra cho mẹ vào này. Đấy, nhảy rất khéo. Đứng yên đấy để cho con nó ti tí đi. Cho mấy đứa nó còn chưa ti đủ thì nó sẽ ti. Yên đấy, kìa mẹ kìa. Ra ti mẹ đi. Để yên cho con nó ti. Yên đấy. Đứng yên đấy cho con ti. Được rồi. Đấy, cũng được. Nằm hẳn xuống. Cẩn thận không đè vào con đấy nhá. Thằng này nó no rồi đây. Nào, em ra đây. Ra đây nào. Úi giời. Còn thằng này chui rúc ở dưới dưới ấy này thì không được. Để cho nó chui ra đi. À, con thằng chui ở bên dưới nách mẹ. Đây, mẹ đang nhặt được quả bóng vào. Đang dọa không cho con nó gì. Ra là vậy, nhặt được quả bóng cao su đồ chơi. Mấy đứa này là nó no rồi đây này, bụng nó lụp lụp này. No không thèm ăn. Còn mấy đứa mà nó đói thì nó đang bú. Thôi Hana không ngon. Đấy. Con ngày hôm nay đấy. 3 ngày nữa là sẽ tiêm vaccine mũi 1. Tính là hôm nay là sẽ quay để cho chủ chọn chó đây. Nhưng mà nó lại mưa quá, nên là thôi. Để cho nó khô khan đi rồi quay. À, tí no rồi đấy. Tí no rồi, đẻ lên những con khác ra hóng chuyện. Đưa đây cho anh. Đưa quả bóng này. Bỏ ra. Phây. Đưa quả bóng này. Cho con nó ti xong rồi ra ngoài rồi chơi. Đưa bóng này. Thôi. Nằm yên. Nằm yên cho con nó ti xong rồi chơi. Nằm xuống đấy đã. Yên đấy. Ồn nào. Yên đấy. Từ. Để yên cho con nó ti đã. Tí nữa rồi chơi, anh đang cầm mình giữ đây rồi. Không có mất được. Đấy, mọi người đấy, đây là cái cách mà nếu mà không cho nó chơi thì cứ thò hẳn tay vào mồm nó mà lấy cái quả bóng ra.
Nên nó thèm quả bóng lắm, nhưng mà cầm ở trong tay như thế này thì tôi sẽ không có bao giờ nó lấy cả. Đây nha. Con chó to nó thế này, nó đang rất là thèm quả bóng này. Đây. Rồi, nằm xuống chơi đi. Chó mẹ đang cho con ti này. Đang cho con ti này. Nhưng mà đồ chơi thì vẫn ngậm ở miệng. Quả bóng đồ chơi vẫn ngậm ở miệng. Em ti no rồi hả? Vẫn ngậm đồ quả bóng đồ chơi trong miệng. Đấy. Đấy. Đây, nếu mà chúng ta mà hoàn toàn chúng ta kiểm soát được con chó nó coi chúng ta là chủ ấy, thì đây. Chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể thò tay hẳn vào trong miệng như thế này. Lấy ra. Và chỉ liếm là không, anh giữ rồi. Và cầm là phải cầm chắc, chứ không có cầm được nó gãy ra, để cho khi mà nó gãy ra mà nó làm rơi cái quả bóng ra thì lần sau nó sẽ gãy mạnh hơn. Nó cố nó gãy để cho quả bóng nó rơi. Còn chúng ta cầm chắc rồi thì nó sẽ biết là cầm vào trong tay là không có lấy được. Đấy. Vẫn đang tì cho con tì nhá. Đấy. Cho bọn con nó tì xong đi. Rồi. Tí nữa rồi chơi. Đây, cầm ở trong tay mà cầm chắc là nó không có gì được đâu. Nào. Nào. Thò hẳn ngón tay vào bên trong mồm này. Đây. Lấy đi. Rồi. Ngậm yên đấy. Đứng yên chờ tí nữa con nó xong. Nó tì xong. Rồi ra ngoài chơi. Đấy. Kiểm soát thì nó là như thế. Chó càng to thì phải kiểm soát. Nó càng tốt. Đồ chơi cũng vậy. Đồ ăn cũng vậy. Lúc nào cho nó ăn. Mà con lấy ra. Thì nó phải hoàn toàn để cho chúng ta lấy ra thì mới được. Chứ nếu mà nó gừ là không được. Gừ là nó thể hiện là nó vẫn chưa hoàn toàn nó tuân thủ chúng ta là chủ đâu. Đây nó đang dọa con đấy nhá, nó không cho con nó lại lấy quả bóng này. Con lại gần là nó gọi dọa, nó gừ, nó giữ quả bóng của nó. Đã xẹp chưa? Đây vẫn còn căng lắm. Vẫn còn mấy cái ti căng này, còn cái ti này căng này. Xem là còn sữa, đây đầy sữa này. Không để cho con nó ti đi cho nó xẹp đi. Không lại tức sữa. Mấy đứa ti hết đi, ti cho xẹp hết ti mẹ đi. Ti cho xẹp đi. Ngồi yên đấy để cho con nó ti cho nó xẹp đi. Để cho nó ti một tí cho nó xẹp đi. Ti no hết giờ thì mới ra ngoài. Con không giống mẹ lắm, con giống bố. Con giống bố là chủ yếu. Cho nên nhìn hơi khác mẹ một chút. Cái chấm bi mắt của mẹ hơi to, nhưng mà chấm bi mắt của con thì nó lại nhỏ. Thôi được rồi. Phây ra ngoài đi. Phây, đứng lên. Phây, đứng đó. Đứng lên. Đứng. Ra đây. Đứng lên. Nào, cầm quả bóng ra đây. Cầm ra ngoài này chơi. Ra đây. Thích ở đây nằm với con á. Ra đây chơi. Ra ngoài này. Cho con nó ti vậy thôi. Để trong đấy, để chỗ chỗ cho con nó nằm. Đấy, cho cái thảm khác cho phê nằm.